chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình với cả anh bạn trai của mình thì cả hai đều được nghỉ. Thì hôm nay chúng mình quyết định sẽ đi Naoyako. Naoyako là giống như là cảng của Naoya ấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đi nha. Kiểu trang do cái đũa, cái dây nó dài quá nên mình phải buộc lại. Ima doko ni iku? Ima? Hmm? Kare tabe ni iku. Kiji? Ni? Di nao? Di. Di Naoyako. Oh, xe không lại à? Hôm nay thì trời tiết rất là mát mẻ nên là đi rất là hợp lý. Đây mở chiếc cái tổ sự. Mua vé ở đằng này không? Bọn mình vào đến trong thủy cung rồi, nhưng bây giờ bọn mình đang sợ là không biết trong này có chụp ảnh không. Hình như là không sao, thì mình sẽ đi quay cho mọi người xem nhá. Nhìn nè, wow, lần đầu tiên mọi người thấy luôn. Thôi đâu như thế,
mình sẽ quay hướng đằng sau cho mọi người dễ nhìn đó. そうそうそう、 本物の これ標本っていうの、 標本。 本当。 うん。 Là bọn mình ở bên dưới tầng là như kiểu cái hồ này ấy, nó là bọn mình nhìn là lúc ở dưới đáy, còn lên trên này là như kiểu là mặt cái hồ đấy. イルカ好き? うん、写真撮れないし写真ちょっと遠いよ、イルカ あ、尻尾振ってる あ、すごいすごいすごい ハイトにバイバイってやってるよ Quên mất.
どうぞ。Thank you.